Quyển 2, phần 2, lên đường ra ngục. Dục dịch từ 6 giờ sáng, tù sở tại mang cà phê phân phát cho chúng tôi. Rồi 4 giám thị đến, lần này trang phục toàn trắng, cúc vàng, súng lục lủng lẳng bên hông. Một giám thị có lon vàng hình chữ V bên tay áo trái. Các tù áp dài ra hành lang, hai người một. Mỗi người nhận lấy tay nải có ghi tên mình, rồi đứng sát vào tường, đặt tay nải dưới chân. Làm xong các việc trên, mất khoảng 20 phút. Cởi hết quần áo đang mặc, cuộn lại, rồi lấy hai tay áo buộc gọn vào. Thế, thế, ấy thêm kia. Thu tất cả lại xếp vào trong xà lim. Bây giờ mặc đồ mới, xong chưa? Thưa ngài giám thị, xong. Để chiếc va rơi len ra ngoài, phòng lúc trời mưa và lạnh, xốc tay nải lên vai trái, hai hàng theo tôi. Đám tù xếp hàng hai đi ra ngoài sân. Tên giám thị có lon đi trước, hai tên khác đi hai bên, tên thứ tư đi sau cùng. Gần 2 giờ sau, 800 người tù mới chỉnh đốn xong hàng ngũ. 40 tù, trong đó có tôi, Dega và 3 tù vật ngục bị bắt lại, Giulio, Gangani và Santini, được gọi riêng ra, xếp hàng 10, mỗi hàng có một giám thị đứng bên. Không xích, không khóa, cách 3 mét, 10 sen đầm lăm lăm súng trường đứng quay mặt vào chúng tôi, đi giật lùi suốt quãng đường ra đến bến tàu. Cửa lớn của pháo đài mở, đoàn tù từ từ chuyển động. Đi ra khỏi cửa đến đâu, lại có thêm nhiều sen đầm vũ trang đi theo. Rất đông dân chúng hiếu kỳ kéo đến xem. Bọn sen đầm phải vất vả để giữ trật tự. Trên cửa sổ một ngôi nhà có tiếng huýt sáo nhẹ. Tôi ngẩng đầu và trông thấy nê nét vợ tôi và Antoine Đê, bạn tôi ở một cửa sổ. Ở một cửa sổ khác có Pola, vợ Dega, cùng một người bạn nữa. Dega đã trông thấy và cả hai chúng tôi vừa đi vừa dán mắt lên cửa sổ đến khi không nhìn thấy nữa mới thôi. Đó là lần cuối tôi nhìn thấy vợ và cậu bạn Antoine. Cậu này sau bị chết bom ở Marseille. Không ai nói câu gì, yên tĩnh hoàn toàn. Cả tù nhân, giám thị, sen đầm lẫn công chúng đều không phá vỡ sự xúc cảm khó tả khi ai nấy hiểu rằng 1.800 con người này sắp vĩnh viễn biến khỏi cuộc sống bình thường. Lên tàu, 40 người đầu tiên là chúng tôi được đưa xuống hầm tàu trong một cái lồng đầy song sắt vây quanh. Biển đề, quang số 1, 40 tù đặc biệt nguy hiểm, canh phòng nghiêm ngặt liên tục. Mỗi người được phát một cái võng có rất nhiều vòng để mắc đâu cũng được. Giulio đến ôm lấy tôi. Chuyện này thì cậu đã quen vì cách đây 10 năm cũng đã làm cuộc hành trình này. Cậu ta nói, mau lại đây, treo tay này lên cái móc ở đầu võng. Chọn chỗ này gần hai ô cửa bây giờ đóng, nhưng khi tàu chạy sẽ mở, chúng mình sẽ dễ thở hơn. Tôi giới thiệu Dega với Giulio. Đang nói thì một người đến gần. Giulio giơ tay chắn ngang nói, đừng có lảng vảng về phía này nếu muốn sống mà ra ngục, hiểu chưa? Hiểu, tên kia đáp. Biết tại sao chứ? Biết, biết thì biến. Dega rất thích thú về cái uy thế mà Giulio vừa chứng tỏ. Ở với hai cậu, mình có thể ngủ yên. Giulio đáp, ở với chúng tớ, cậu sẽ an toàn hơn là một biệt thự trên bờ biển mà để cửa sổ mở. Cuộc hành trình kéo dài 28 ngày, sự cố duy nhất, một đêm, có tiếng thét làm mọi người nhổm dậy. Hóa ra một tù bị đâm chết. Một con dao to đâm từ dưới lên trên, xuyên qua võng, cắm phập vào giữa hai vai nạn nhân. Lập tức, khoảng 25-30 giám thị chạy tới, chĩa súng lục súng trường vào chúng tôi ra lệnh, cởi hết mau. Ai nấy chần như nhộng. Cuộc khám xét bắt đầu. Tôi lén bỏ con dao mổ xuống sàn, đặt bàn chân phải đè lên. 4 giám thị vào hẳn trong khoang, lục soát quần áo giày dép. Trước khi vào, chúng để vũ khí lại và khép cửa lồng. Nhưng từ bên ngoài, những người còn lại vẫn lăm lăm súng canh chừng chúng tôi. Ai đụng đậy, bắn bỏ ngay. Tiếng một tên cai đội nào đó hét. Giám thị lục soát tìm ra 3 con dao, 2 đinh nhọn, một cái mở nút chai và một ống tiền bằng vàng. 6 tù bị đưa ra ngoài vẫn trần truồng. Quan tư Baro chỉ huy đoàn tù cùng 2 bác sĩ và thuyền trưởng đi tới. Khi mấy tên giám thị ra khỏi lòng, tất cả chúng tôi không cần đợi lệnh đã mặc lại quần áo. Con dao mổ của tôi đã thoát khỏi sự lục soát. Bên ngoài, Baro đứng giữa. Những người khác lui về phía gần cầu thang.
Trước mặt là 6 người tù trần truồng đứng nghiêm. Một giám thị cầm con dao chỉ vào chủ của nó. Cái này là của tên này. Phải, của tôi. Tốt, Aro nói. Mày sẽ bị nhốt ở xà lim trên buồng máy. Chủ các đồ vật khám thấy lần lượt được chỉ ra. Ai cũng nhận đúng là của mình. Mỗi người được 2 giám thị áp giải đi lên cầu thang. Còn lại dưới sàn nhà một con dao và chiếc ống vàng. Chủ của chúng chỉ là một tù trẻ, 23 hoặc 25 tuổi, cao 1m8, mắt xanh, thân hình lực sĩ. Giám thị chìa cái ống bằng vàng. Của Mai Hà. Phải, của tôi. Quan tư Baro cầm lấy ống hỏi. Trong đựng gì? 300 bảng Anh, 200 đô la và 2 viên kim cương 5 carat. Baro mở ống. Các giám thị xúm lại xem nên chúng tôi không nhìn thấy gì, chỉ nghe tiếng nói. Đúng, tên mày là gì? San Vidia Romeo, người Ý. Thưa vâng. Về cái ống thì không sao, nhưng con dao thì phải phạt. Xin lỗi, con dao không phải của tôi. Đừng nói láo, tao khám thấy trong giày của mày, tên giám thị nói. Tôi nhắc lại, dao không phải của tôi. Vậy thì tao nói láo. Không, ông bị nhầm. Vậy con dao này của ai? Baro nói. Không phải của mày thì phải của ai chứ? Không phải của tôi, thế thôi. Nói dao của ai, nếu không, mày sẽ bị nhốt xuống hầm ngay trên nồi hơi. Ở đấy, mày sẽ bị luộc chín. Tôi không biết. Mày không coi tao ra gì. Dao tìm thấy trong giày mày mà mày không biết là của ai. Mày tưởng tao là thằng ngốc, hoặc là của mày, hoặc mày biết ai giấu nó vào đấy. Nói mau. Dao không phải của tôi. Tôi không phải chỉ điểm, nên không việc gì phải nói. Các ông trông thấy mặt tôi có phải mặt mật thám không? Giám thị, xích tay thằng này lại. Mày sẽ phải trả giá đắt về chuyện bất tuân thượng lệnh này. Baro hộ ý với thuyền trưởng, và thuyền trưởng truyền lệnh cho một phụ tá. Lát sau, một thủy thủ cao lớn đi xuống, tay xách một xô nước biển, tay cầm một đoạn thừng to bằng cổ tay. Người tù bị trói quỳ bên cạnh cầu thang. Thủy thủ nhúng thừng vào xô nước, rồi quật thong thả nhưng rất mạnh vào lưng, vào mông người bị trói. Máu chảy ròng ròng, nhưng anh tù không kêu lên một tiếng. Bỗng phá tan sự im lặng âm u này, từ trong lòng chúng tôi bật lên tiếng thét phản đối, đồ khốn nạn. Chỉ đợi có thế, tất cả mọi người đều la hét, đồ giết người, dã man, bần thỉu. Chúng càng dọa bắn, chúng tôi càng hét. Rồi tên Baro ra lệnh, cho xịt hơi. Các thủy thủ quay bánh xe và những luồng hơi nóng xịt vào mạnh đến nỗi mọi người phải nằm sấp mặt xuống sàn vì hơi bắn ngang ngực. Sự hoảng hốt lan tràn, những người bị cháy ra cũng không dám kêu. Tất cả diễn ra không hết một phút. Mong rằng lũ cứng đầu đã hiểu, còn giờ cho gì nữa, ta cho xịt hơi ngay, rõ chưa, đứng dậy. 3 người bị bỏng nặng được đưa đi y tế. Cậu bị đánh được trả về với chúng tôi. 6 năm sau, cậu đã chết trong một chuyến vượt ngục với tôi. Trong 18 ngày trên biển, chúng tôi có thì giờ hỏi han tin tức, có một hiểu biết khái quát về nhà ngục sắp đến. Tuy nhiên, mọi việc sau này diễn ra không như chúng tôi tưởng, mặc dù Julio ra sức đem hết hiểu biết của mình nói lại. Ví dụ chúng tôi biết Saint Laurent du Maroni là một làng cách biển 120 km trên một con sông tên là Maroni, Julio giải thích. Trung tâm nhà ngục ở trong làng này, ở đây tù được phân loại. Bọn tội đầy được đưa thẳng tới nhà tù Saint Jean cách 150 cây. Bọn khổ sai chúng mình chia thành 3 nhóm. Nhóm cực kỳ nguy hiểm thì ngay khi tới bị nhốt vào xà lim trong khu trừng phạt để chờ chuyển đi đảo giải cứu. Những đảo này cách Saint Laurent 500 cây, cách Cayenne 100 cây. Có 3 đảo, một là đảo Nhàm Vua, hai là Saint Joseph, đảo lớn nhất, nơi có khu cấm cố. 3 là đảo Quỷ, nhỏ nhất. Tù khổ sai không bao giờ đến đảo Quỷ, trừ trường hợp ngoại lệ, ở đó phần lớn là tù chính trị. Rồi đến nhóm nguy hiểm loại 2, bọn này ở lại trại Saint Laurent và phải lao động làm vườn, làm đất. Khi cần sẽ bị tống đi những trại ác liệt hơn như trại rừng, Chắc Vin, Thác, Vũng Đỏ, cây số 42, biệt hiệu trại thần chết. Rồi đến loại thường, được phân công về làm việc ở văn phòng nhà bếp, làm vệ sinh trong trại, ngoài làng hoặc một số việc khác, xưởng mộc, sơn lò rèn, điện, nhà giặt, nhà may, v.v. Cho nên, quyết định nhất là lúc đến. Nếu bị tống xà lim, tức là sẽ ra đảo,
hết hy vọng trốn. Cơ hội duy nhất tự làm bị thương, cắt gân đầu gối hoặc mổ bụng để được đưa đi nhà thương rồi từ đấy mà trốn. Phải tìm mọi cách để không bị đưa ra đảo. Một hy vọng khác, nếu chưa kịp có tàu chở tù ra đảo thì mau mau đút tiền cho y tá. Nó sẽ tiêm cho cậu một mũi dầu thông vào khớp hoặc lấy một sợi tóc tẩm nước tiểu quệt vào da thịt để gây nhiễm trùng. Hoặc nó cho cậu hít diêm sinh rồi báo cáo với doctor là cậu sốt 40 độ. Trong những ngày chờ đợi, phải kiếm cách đi bệnh viện bằng mọi giá. Nếu không bị gọi mà được để ở lại trong trại, thì ta có thì giờ. Trường hợp ấy, chớ vội nhận việc gì trong trại. Đút tiền cho tên kế toán để được phân việc quét đường hay để phân ngoài làng, hoặc làm phụ việc ở xưởng cưa của tư nhân nào đó. Được đi làm ngoài trại, ta có thì giờ chắp mối với các tù nhân đã được tha và nay sống trong làng, hoặc với bọn tàu, nhờ họ chuẩn bị các thứ cho mình vu. Chớ làm việc trong các trại quanh làng, vất lắm. Có những trại không tù nào chịu nổi 3 tháng, giữa rừng rậm buộc phải đẵn 1 mét khối củi một ngày. Tất cả những điều trên, Zilo đã kể đi kể lại suốt cuộc hành trình. Riêng cậu ta đã chuẩn bị vì biết chắc chắn là tù vật ngục sẽ bị bắt lại và bị tống hầm tối ngay khi mới tới. Vì vậy, trong ống đạn, cậu ta giấu sẵn một lưỡi dao nhíp. Cập bến, hắn sẽ rút dao cắt ngang đầu gối, sẽ ngã gục dưới chân cầu tàu trước mắt mọi người, hy vọng từ đó sẽ được đưa thẳng tới bệnh viện. Và sự việc đã xảy ra đúng như vậy. VTC Now. Quyển 2, phần 3, Danh Laurent Duy Maroni. Lũ giám thị đổi phiên cho nhau để đi thay quần áo. Họ trở lại mặc đồng phục trắng, đội mũ thuộc địa thay cho kepi. Trong khoang nóng kinh khủng vì các ô cửa sổ đã bị đóng. Qua cửa nhìn thấy rừng rậm. Vậy là tàu đã vào sông Maroni, nước sông ngầu bùn. Rừng nguyên thủy xanh ngắt gây ấn tượng mạnh. Tiếng còi tàu làm cho chim chóc rào rào bay lên. Tàu đi chậm, chúng tôi thả sức ngắm nhìn cả một vùng cây cối rậm rạp xanh sẫm. Đã trông thấy những ngôi nhà gỗ mái tôn đầu tiên. Dân da đen đứng trước cửa nhà nhìn tàu đi qua. Họ đã quen nhìn những con tàu chở tù nên chẳng buồn có cử chỉ gì chào đón. Ba hồi còi tàu và tiếng guồng lái dần dần giảm đi, báo hiệu tàu đã tới bến. Không ai nói gì, Julio mở dao, rạch sắt ống quần, đợi lên cầu tàu sẽ cứa vào đầu gối. Giám thị mở cửa lồng bắt chúng tôi xếp hàng ba. Ba chúng tôi ở hàng thứ tư, Zilo đứng giữa Dega và tôi. Lên boong lúc này là 2 giờ trưa, mặt trời chói lọi làm đầu chọc bỏng rát, mắt hấp háy. Từ boong bước qua ván cầu, tôi giữ tay nải của Zilo trên vai để hắn rảnh tay véo ra đầu gối, cứa một vệt dài 7-8 phân, chuyển giao cho tôi, rồi lại đưa tay giữ tay nải. Đến lúc bước lên cầu, hắn khuỵu xuống, tựa để lăn lông lốc xuống bến. Người ta kéo đến xốc hắn dậy, gọi cáng. Kịch bản diễn ra sát đúng, Zilo được 2 người đặt lên cáng khiêng đi. Một đám đông hỗn tạp tò mò đứng nhìn chúng tôi. Người da đen, nửa da đen, người Anh điên, Trung Quốc, những người da trắng tiểu tụy, chắc là tù mãn hạn, nhìn chòng chọc mỗi người đặt chân xuống đất. Phía bên kia là các giám thị, các công chức ăn mặc bảnh bao, những phụ nữ váy ngắn mùa hè và lũ trẻ con lúc nào cũng đội mũ cát thuộc địa. Họ cũng chòng chọc nhìn lũ mới đến chúng tôi. Khi đủ số 200, đoàn tù chuyển động đi khoảng 10 phút đến trước một cửa lớn bằng gỗ phiến rất cao, có chữ đề Nhà tù Saint Laurent Duy Maroni, sức chứa 3.000 người. Cửa mở, tù xếp hàng 10 đi vào. 1, 2, 1, 2. Bên trong nhiều tù đứng ở cửa sổ hoặc trên những phiến đá lớn nhìn chúng tôi. Đến giữa sân, đứng lại, đặt tay nải xuống trước mặt, nhận lấy mũ. Mỗi người được phát một mũ rơm
rất cần thiết vì hai ba người đã lả vì say nắng. Dega đưa mắt nhìn tôi vì một giám thị eo lon đã cầm một danh sách trong tay. Chúng tôi nghĩ đến điều Julo nói. Họ gọi tên Gitu, đứng sang bên, hai giám thị giải cậu ta đi. Rồi đến Suduni, Gisason cũng thế. Julo Pinha tức Julo bị thương đã đi bệnh viện. Đó là những người phải ra đảo. Tên giám thị nói tiếp. Các anh nghe kỹ, tôi gọi tên ai, người đó mang tay nải ra khỏi hàng và đứng xếp trước ngôi nhà màu vàng kia, nhà số 1. Dega, Carrier và tôi cùng một số tù khác đến đứng sắp hàng trước ngôi nhà. Cửa mở, chúng tôi bước vào một phòng chữ nhật bề dài khoảng 20 mét. Chính giữa, một lối đi rộng 2 mét, hai bên là hai thanh sắt đến sát tường làm võng, mỗi võng có một tấm chăn. Ai muốn võng nào tùy thích, Dega, Piero, Dien, Sanctuary, Grande và tôi chọn những võng cạnh nhau. Tôi đi xuống cuối phòng, bên phải là nhà tắm, bên trái là nhà tiêu. Dán mắt qua chấn song cửa sổ, chúng tôi xem tù đến sau đang được phân loại. Louis Dega, Piero Dien và tôi rất phấn khởi. Được giam trong phòng chung thế này, như Julio nói, là không bị đưa đi cấm cố ở xà lim riêng. Ở vùng nhiệt đới, ngày và đêm tới bất chợt, không hoàng hôn, không bình minh. Phát một cái, đêm ập xuống cùng một giờ trong suốt năm, lúc 6 giờ rưỡi. Và đúng 6 giờ rưỡi, hai tù già mang hai cây đèn dầu móc lên trần, chiếu ánh sáng yếu ớt. Ba phần tư phòng vẫn chìm trong bóng tối. 9 giờ ai nấy đang ngủ, vì sau phút sôi nổi của buổi mới đến, mọi người đều ngốt lên vì nóng. Không một tí gió, tất cả đều trần một chiếc quần cộc. Tôi nằm giữa Dega và Piero Dien chuyện cho một lúc rồi ngủ. Sớm hôm sau, kèn đánh thức đã thổi lúc trời còn tối. Dậy rửa mặt, mặc quần áo. Mỗi người được phát ít cà phê và một mẩu bánh. Một mảnh ván được gắn vào tường làm chỗ đặt bánh, cà mèn và những đồ khác. 9 giờ bước vào hai giám thị và một tù trẻ, mặc áo trắng không sọc. Hai giám thị là người Cos. Họ nói chuyện bằng tiếng địa phương với những tù đồng hương. Trong khi đó, viên y tá đi đi lại lại trong phòng. Tới ngang tầm tôi, hắn nói. Ô, bướm, cậu không nhận ra mình à? Không, mình là Sierra, người Angé. Đã gặp cậu tại nhà Đăng Tơ ở Paris. À, bây giờ nhớ rồi. Nhưng cậu lên năm 29, năm nay là 33. Mà cậu hãy còn ở đây à? Phải, muốn đi đâu có dễ. Cậu khai ốm nhé. Còn đây là ai? Dega, một người bạn. Mình ghi tên cả cậu ta cho đi khám. Bướm đi lỵ, còn anh bị hen. Mình sẽ khám lúc 11 giờ, có nhiều chuyện muốn nói. Anh ta tiếp tục đi và nói to, có ai ốm không? Một số người giơ tay, anh ta ghi tên. Khi quay về qua chỗ tôi, cùng đi có một giám thị nhiều tuổi, da đen sạm. Sierra nói, bướm, xin giới thiệu với anh, đây là sếp của tôi, ông cai y tá Bartiloni. Thưa ông Bartiloni, anh này và anh này nữa là những người bạn mà tôi vừa nói. Đồng ý, Sierra, đến giờ khám ta sẽ bàn, cứ yên chí. 11 giờ, 9 người ốm được gọi đi. Chúng tôi đến một ngôi nhà mới hơn và là nhà duy nhất sơn trắng vẽ chữ thập đỏ. Và các phòng chờ, ở đấy có khoảng 60 người. Mỗi góc phòng đều có hai giám thị. Sierra mặc áo blue trắng muốt nói, anh và anh này vào. Chúng tôi vào một phòng có vẻ là phòng của bác sĩ. Sierra nói với ba người tù già bằng tiếng Tây Ban Nha. Tôi nhận ra ngay một trong số ba người Tây Ban Nha, đó là Fernandez, đã giết ba người Argentina ở một tiệm cà phê tại Paris. Sau khi trao đổi dăm câu, Sierra đưa họ vào phòng bên rồi trở ra với chúng tôi. Bướm, cho tôi ôm hôn anh. Tôi rất vui được giúp anh và bạn anh một việc quan trọng. Cả hai anh đều bị cấm cố. Ồ, để tôi nói hết đã. Anh bướm chung thân, còn anh đi ga 5 năm. Các anh có tiền chứ? Có. Vậy mỗi người đưa tôi 500 franc và sáng mai các anh sẽ được nhận vào trạm xá. Anh bướm bị bệnh lỵ, còn anh đi ga ban đêm hãy gõ cửa, hoặc tốt hơn nữa nhờ ai đó gọi giám thị, yêu cầu y tá đến vì bị khó thở. Còn lại có tôi lo. Tôi chỉ yêu cầu một điều với anh bướm. Nếu anh muốn chuồn, nhớ báo tôi biết, tôi sẽ liệu. Ở trạm xá, mỗi người mỗi tuần xì ra 100 franc thì có thể nằm một tháng.
Fernande từ phòng bên đi ra và giao 500 franc cho Sierra trước mặt chúng tôi. Tôi cũng đi vào phòng trong và đi ra, nộp không phải 1.000 mà là 1.500. Sierra không nhận số 500 thừa, nói: "Tiền anh đưa tôi là để tôi đút cho thằng giám thị, tôi không lấy gì cả, chúng mình là bạn cơ mà." Hôm sau, Đề Kha, tôi và Fernande đã ở trong một khoang rộng rãi của trạm xá. Đề Kha được đưa đến từ giữa đêm. Y tá là một người 35 tuổi tên là Satan. Anh ta đã được Sierra dặn dò chu đáo về chúng tôi. Khi bác sĩ đến, anh ta sẽ trình kết quả xét nghiệm phân của tôi đầy trực trùng lỵ. Với Đề Kha thì 10 phút trước giờ khám, Satan sẽ đốt một ít diêm sinh và bắt cậu ta hít khói. Một bên má Fernande sưng to đến lấp cả mặt mình, đó là vì anh ta đã tự chọc bị thương phía bên trong má. Chúng tôi nằm trên tầng 2, có gần 70 bệnh nhân. Tôi hỏi Gillo nằm đâu? Satan nói: "Ở ngay ngôi nhà trước mặt. Anh có muốn nhắn gì không?" "Có, nhắn hộ rằng bướm và đi gà ở đây. Gillo hãy đứng ra cửa sổ một lúc." Y tá có thể ra vào lúc nào cũng được, muốn vậy phải gõ cửa. Một tên Ả Rập giữ khóa sẽ mở. Nó cũng là tù nhưng được đưa ra làm phụ tá cho giám thị. Hai bên cửa có 3 giám thị ngồi canh, súng trường gác đầu gối. Các chấn xong cửa sổ làm toàn bằng xoay đường sắt. Chưa hiểu sau này sẽ cưa thế nào. Tôi ngồi bên cửa sổ. Gillo xuất hiện ở cửa sổ bên kia, tay giơ lên một bảng con viết chữ bằng phấn. Bravo, nghĩa là hoan hô. 1 giờ sau, y tá chuyển cho tôi thư của Gillo. Tớ sẽ tìm cách sang phòng cậu. Nếu không được, cậu cố sang chỗ mình. Lý do là phòng cậu có kẻ thù đấy. Hóa ra là các cậu bị cấm cố. Can đảm lên, rồi sẽ biết tay. Câu chuyện xảy ra ở nhà tù Bollier đã gắn hai chúng tôi với nhau. Gillo là chuyên gia chùy bằng gỗ, vì vậy hắn mang biệt hiệu búa tạ. Giữa ban ngày, hắn đi xe đến trước cửa hiệu Kim Hoàn. Ô tô do một người khác lái không tắt máy. Hắn xuống xe thật nhanh, dùng chùy phá tan cửa kính, vơ thật nhiều nữ trang rồi lên xe chuồn thẳng. Sau khi làm chót lọt ở Lyon, Angers, Tours, Le Havre, hắn tấn công một hiệu Kim Hoàn lớn ở Paris giữa 3 giờ chiều, cướp đi số nữ trang đáng giá 1 triệu. Vì sao bị bắt và bị bắt thế nào, hắn không kể. Bị kết án 20 năm, hắn vượt ngục sau 4 năm. Và như hắn đã nói trước đây, chính khi quay về Paris thì hắn bị bắt lại. Hắn đang định tìm giết tên chứa chấp, vì tên này chưa chịu chuyển cho em gái Gillo số tiền nó nợ. Tên này trông thấy Gillo ngoài phố và báo ngay cảnh sát. Và lần này, Gillo lại cùng chúng tôi ra ngục. Chúng tôi đã ở bệnh viện được 1 tuần. Hôm qua, tôi đã đưa Satan 200 franc, là cái giá phải trả để được ở lại 1 tuần tại đây. Để tranh thủ tình cảm, tôi mời thuốc lá tất cả mọi người. Carora, một người Marseille, tù khổ sai 60 tuổi, làm thân với Dega và lải nhải suốt ngày rằng nếu Dega có nhiều tiền và nếu dân làng biết việc đó do đọc báo từ Pháp gửi sang, trong đó có tường thuật những vụ lớn, thì Dega không nên vượt ngục vì sẽ bị dân làng gồm những tù được tha giết để chiếm đoạt ống tiền. Dega nói lại những ý kiến ấy với tôi. Tôi bảo lão già ấy là một tên vô dụng, chứng cớ là lão đã phải ở đây 20 năm ròng. Mặc dù vậy, Dega có vẻ hoang mang. Tôi nhìn Sierra làm thế nào kéo Giannini ra với tôi. Được ngay, hôm sau, Gangani đã có mặt ở trạm xá, nhưng ở một phòng không song sắt. Làm thế nào để trả nó ống tiền? Tôi nói với Satan là rất cần được nói chuyện với Gangani, làm như là để chuẩn bị vụ. Satan nói, có thể đưa Gagani đến gặp tôi 5 phút vào lúc 12 giờ đúng. Đến giờ đổi gác, anh ta sẽ đưa nó ra ngoài hiên để nói chuyện với tôi qua cửa sổ mà không đòi trả công. Đúng như đã định, Gagani gặp tôi vào giữa trưa và tôi trực tiếp trao lại ống tiền cho nó. Nó cầm ống tiền trên tay và khóc. 2 ngày sau, nó nhờ Satan chuyển đến tôi 1 tờ báo. Bên trong có 5 tờ bạc 1.000 với một chữ duy nhất: cảm ơn. Satan biết trong báo có tiền nhưng không nói gì. Tôi muốn chia cho anh ta 1 phần nhưng anh ta từ chối. Tôi nói, chúng tôi đã tính chuyện vụ, anh có cùng đi không? Không, tôi đã kết với nơi khác rồi. Có vụ thì cũng phải 5 tháng nữa, khi thằng bạn cùng hội được thả. Như vậy cuộc ra đi sẽ được chuẩn bị chu đáo, chắc ăn hơn.
anh là tù cấm cố nên muốn vù sớm tôi rất thông cảm. Nhưng ở đây với chấn song sắt này không dễ. Tôi không giúp được gì cho anh đâu. Không dạy gì tôi lại để mất chỗ làm này. Tôi cứ ở đây chờ đến lúc thằng bạn được ra đã. Rất tốt. Anh đã nói thẳng như thế. Tôi sẽ không trở lại chuyện này nữa. Dù sao thì anh cần nhắn gì, chuyển gì, tôi xin sẵn sàng. Cảm ơn anh Satan. Đêm nay, nghe có tiếng Tiểu Liên nổ, hôm sau được biết là Julio Búa Tạ đã vượt ngục. Cầu trời giúp cậu ta. Đó là một người bạn tốt. Chắc cậu ta đã gặp cơ hội tốt và tranh thủ chuẩn ngay. 15 năm sau, tức là năm 1948, lúc đó tôi ở Haiti và đang đi cùng một nhà triệu phú người Venezuela đến gặp chủ sòng Casino để thương lượng ký hợp đồng xin thầu sòng bạc. Một đêm, sau khi đã nhậu sâm banh trong một quán rượu, một trong những đứa con gái cùng đi, da đen như cột nhà cháy, nhưng được giáo dục như con gái một nhà lành tình lệ ở Pháp, nói: "Bà em theo đạo Voodoo, sống với một ông già người Pháp. Ông ấy vượt ngục Cayenne và đã sống với bà em 20 năm nay, lúc nào cũng say khướt. Tên ông là Julio Marto." Tôi bỗng tình hàn rượu, em dẫn tôi đến ngay nhà bà. Cô gái nói với lái taxi bằng thổ ngữ Haiti và phóng xe hết tốc lực. Tới một hộp đêm sáng rực ánh đèn, dừng lại, tôi nhảy xuống mua một chai Pernod, hai chai sâm panh, hai rum. Đi, xe ra tới bờ biển, dừng bánh trước một ngôi nhà xinh xắn quét vôi trắng lợp ngói đỏ. Nước biển rì rào ngay dưới chân bậc thềm. Cô gái gõ cửa. Một người đàn bà cao lớn, da đen, tóc trắng toát ra mở. Bà mặc bộ áo ngủ dài tới gót chân. Hai người phụ nữ nói bằng thổ ngữ với nhau. Rồi bà trịnh trọng, kính mời ông vào, xin coi đây như nhà mình. Ánh đèn đất soi sáng một căn phòng rất sạch, đầy chim và cá. Ông là bạn của Julio, xin chờ một tí, ông ấy ra ngay. Julio, Julio, có khách. Một ông già mặc bộ đồ sọc xanh, làm tôi nhớ đến đồng phục tù nhân, chân đất đi ra. Cái gì thế, bà Bạch Tuyết? Cách nào đến thăm tôi vào giờ này? Ôi, bướm mà, thực hay mơ. Anh ta ôm chầm lấy tôi. Bà nó ơi, đưa đèn lại gần đây, để tôi xem cái mặt thằng cha này cái. Đúng, đúng cậu rồi, đúng là cậu, xin chúc mừng. Cả cái nhà này, chút ít tiền mình có, và cả con cháu gái vợ mình kia, tất cả thuộc về cậu, cần gì cứ nói. Chúng tôi uống rượu Pernod, sâm panh, rum, thỉnh thoảng Julio cất tiếng hát. Thế là chúng nó cũng chẳng làm được gì mình, phải không? Mình cũng đã gian nan lận đận, đã qua Colombia, Panama, Costa Rica, Jamaica, và giờ đây, 20 năm sau, mình lạc đến đây và sống rất hạnh phúc với bà Bạch Tuyết, người phụ nữ tuyệt vời nhất mà một người có thể làm bạn. Bao giờ cậu đi? Còn ở đây bao lâu? Một tuần. Cậu đến làm gì? Ký hợp đồng trực tiếp với chủ sòng Casino thầu khoán đánh bạc. Mình muốn cậu sẽ ở suốt đời với mình ở cái xóm thợ lầm than này. Nhưng nếu cậu có quan hệ với thằng chủ sòng ấy, thì hãy cẩn thận. Cậu mà làm ăn phát đạt thì nó sẽ giết cậu đấy. Cảm ơn cậu đã có lời khuyên. Thế là Julio đã vượt ngục, còn tôi, Dega và Fernandez vẫn phải chờ. Thỉnh thoảng tôi lại liếc nhìn hàng chấn song cửa sổ. Những thanh dây đường sắt chính cống không làm ăn gì được. Còn lại cửa chính, đêm ngày, ba giám thị có súng ngồi canh. Sau khi Julio trốn thoát, sự canh phòng càng nghiêm ngặt. Các kíp tuần tra mau hơn, ông bác sĩ không mềm mỏng như trước. Satan chỉ vào hai lần một ngày để tiêm và lấy nhiệt độ bệnh nhân. Một tuần nữa trôi qua, tôi lại phải xì thêm 200 franc nữa. Dega không đả động gì đến chuyện vù. Hôm qua, hắn trông thấy con dao mổ của tôi và hỏi: "Cậu vẫn giữ nó à, để làm gì?" Tôi bực mình đáp: "Để bảo vệ mạng tao, và nếu cần cả mạng mày nữa." Fernandez không phải là người Tây Ban Nha mà là người Argentina. Hắn là tay anh chị có cỡ, nhưng những lời của lão Carora cũng đã ảnh hưởng đến hắn. Một hôm tôi nghe hắn nói với Dega: "Hình như ở các đảo khí hậu tốt, không nóng như ở đây. Ở mái trạm xá này rất dễ bị lị, chỉ vào cầu tiêu là có thể lây vi trùng." Đúng là trong phòng bệnh 70 người này, ngày nào cũng có một hai người chết vì lị. Điều kỳ dị là họ đều chết vào lúc thủy triều xuống, tức là chiều hoặc tối, không bao giờ chết buổi sáng. Tại sao? Bí ẩn của tạo hóa chăng? Đêm nay,
Tôi có một cuộc bàn bạc với Dega. Tôi nhận thấy đôi khi ban đêm, tên Ả Rập giữ chìa khóa mất cảnh giác khi hắn vào phòng để lật chăn những tủ ốm nặng trùm kín mặt. Lúc đó, có thể bất thần ánh quỵ nó, lột quần áo nó mặc vào mình. Rồi tôi sẽ đi ra, lừa cướp súng của một trong ba tên gác, rồi chĩa vào chúng, bắt cả ba nhốt vào trong phòng. Rồi trèo qua tường trạm xá phía bờ sông Maroni, nhảy xuống nước, mặc cho dòng nước cuốn đi đâu thì đi, sau đó sẽ hay. Có tiền, ta sẽ kiếm một con thuyền và lương thực để vượt biển. Nhưng hai ông bạn kiên quyết không tán thành kế hoạch ấy, lại còn chỉ trích nữa. Cảm thấy họ đã xỉ hơi, tôi hơi buồn. Ngày tiếp ngày trôi đi, chỉ kém 2 ngày là đúng 3 tuần ở trong trạm xá. Nhiều lắm, còn 10, 15 ngày nữa là phải quyết định. Hôm nay, ngày 21 tháng 11 năm 1933 là một ngày đáng nhớ. Joan Cludio, cái cậu đã suýt bị giết khi cắt tóc ở Saint Martin, được đưa vào phòng bệnh. Mắt cậu ta nhắm nghiền đầy mù. Satan đi khỏi, tôi lại gần Cludio. Cậu ta báo nhanh là những tù cấm cố khác đã bị đưa ra đảo hơn nửa tháng rồi. Riêng cậu ta bị bỏ quên. Được người mách, cậu ta nhét một hạt thầu dầu vào mắt cho nó sưng húp lên để được đưa đi bệnh viện. Cludio rất nóng lòng muốn chuồn, gần làm gì cũng sẵn sàng kể cả giết người, miễn là nhanh chóng vượt ngục. Cậu ta có 3.000 franc. Tôi liền trình bày kế hoạch đã ấp ủ. Cậu ta đồng ý nhưng nói rằng muốn khống chế được bọn giám thị thì phải đồng thời 2-3 người cùng ra. Có thể tháo chân giường, mỗi người cầm một cái mặc tay. Theo cậu ta, dù mình cướp được súng, bọn giám thị sẽ không tin là mình dám bắn và sẽ báo động, gọi binh lính canh ở khu nhạc bên cạnh, cách đấy không đầy 20 mét, đến cứu viện. VTC Now.